Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo họ Tào Xá của chúng ta được rất là nhiều niềm vui và nhiều bất ngờ. Và không để quý vị chờ lâu, sẽ có một bất ngờ dành cho quý vị. Xin nổ một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Sơn Túi Đỏ. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng, và lời đầu tiên cho phép con xin được gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị có mặt trong đêm hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và để bắt đầu chương trình hoan ca đêm hôm nay, con xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc rất sôi động, ca khúc mang tựa đề Đi Tìm Giê-xu. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đôi tay đâu, trái tim đâu, trao cho nhau một trời thân ái. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì? Tìm nhà Chúa nơi trần gian. Tìm Giê-xu, tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa. Tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình yêu Chúa. Tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng cháy sáng. Tìm Giê-xu, tìm nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên đường. Hey! Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đôi tay đâu vỗ lên đi, trong Giê-xu rộn ràng tiếng ca. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đôi tay đâu, trái tim đâu, trao cho nhau một trời thân ái. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì? Tìm nhà Chúa nơi trần gian. Tìm Giê-xu, tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa. Tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình thương Chúa. Tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng cháy sáng. Tìm Giê-xu, tìm nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên đường. Một tràng pháo tay thật lớn nữa các bạn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.